trong sản phẩm kem đánh răng Colgate Total Advanced Whitening 181g hẳn là không phải một sự ra mắt mới mẻ trên thị trường bạn nhỉ? Nhưng lý do vì sao trên bảng bestseller những sản phẩm chăm sóc răng miệng thì kem đánh răng Colgate Total Advanced Whitening 181g vẫn là một trong những cái tên đáng chú ý? Vậy thì ngay bây giờ hãy để chúng tôi bật mí cho bạn nhé! Cùng khám phá ngay thôi nào! Kem đánh răng Colgate Total Advanced Whitening 181g là dòng sản phẩm được sản xuất bởi Colgate Total của Mỹ nổi tiếng toàn cầu, vì vậy về độ uy tín tin dùng thì bạn hoàn toàn có thể xác nhận được. Nếu bạn đây đã và đang quen dùng kem đánh răng dòng khác nhưng chưa thấy phù hợp thì có thể tham khảo gợi ý này bạn nhé. Như cái tên kem đánh răng Colgate Total Advanced Whitening 181g thì sản phẩm này đã được nghiên cứu và nâng cấp với nhiều sự kết hợp các thành phần nhằm tối ưu công dụng một cách ấn tượng. Đương nhiên mọi sự cải tiến đều đã được thông qua NDA, nhận được sự đánh giá cao từ các chuyên gia. Cụ thể như sau. Trước hết, sản phẩm đặc biệt phù hợp với các bạn nào hay bị viêm răng, nướu, lợi hay bị nhiệt miệng, vì chỉ trong thời gian ngắn sử dụng thôi thì các phần này đều sẽ được bảo vệ để khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Hơn nữa, đối với trường hợp các bạn đang trong quá trình niềng răng, cần sản phẩm chăm sóc răng miệng loại bỏ được mảng ố hay chúng ta vẫn hay gọi là các mảng bám cứng đầu hình thành do thói quen ăn uống các món nhiều gia vị, mẫu thực phẩm, thì bạn cũng hoàn toàn có thể yên tâm lựa chọn dòng kem đánh răng Colgate Total Advanced Whitening 181g. Ngoài ra sản phẩm còn có công dụng diệt vi khuẩn gây hôi miệng, gây sâu răng theo đúng nghĩa đen, vì vậy ngay sau mỗi lần sử dụng bạn đều sẽ có thể nhận ra được điểm ưu việt này của sản phẩm. Với những bạn còn đang phân vân về vấn đề mùi hương, sợ rằng không phù hợp với mình hay sợ mùi bạc hà thì hãy cứ yên tâm, vì hương thơm này cực kỳ dịu nhẹ nhằm mang lại cảm giác sảng khoái, tươi mát, không những cho bạn đây nụ cười sáng mà còn thơm tho tự tin hơn bao giờ hết. Về phần chất kem đánh răng cũng không dễ bị vón, dễ bảo quản, khi dùng thì mềm mịn, dễ chịu, nhiều bọt. Hy vọng rằng kem đánh răng Colgate Total Advanced Whitening 181g mà chúng tôi giới thiệu đến bạn thực sự hữu ích. Cảm ơn và chúc bạn mọi sự tốt lành.